Chào các bạn, theo yêu cầu bạn Hoa Nguyễn hay Hòa Nguyễn thì ở trên video trước của mình là làm về game Play Together, thì hôm nay mình xin phép làm một video về cái game này nhé. Tựa game này lag à. Game này là một game gọi là thực tế ảo, không phải thực tế ảo mà là game thời gian thực nhé. Nó sẽ mô tả đúng cho các bạn tất cả các giờ, tức là từ sáng đến tối nó sẽ trôi, đồng hồ trôi như là một ngày bình thường chứ không phải là lúc nào cũng trời sáng. Game này có thiết kế đồ họa là mình thấy là nó thiên về hướng là vui nhộn ngộ nghĩnh. Đây, hoạt hình ngộ nghĩnh chứ không còn là thiên về biểu diễn chuẩn chính xác cơ thể con người. Một game tổng hợp các hoạt động nhé các bạn. Đây được coi như là một thành phố này. Nhạc này nó hơi to để mình không bé lại. Như là một thành phố, nó có đủ sở thú, nơi cắm trại, rồi phòng party, bar, phòng chơi game, nơi mua sắm, bãi biển và trường học. Đấy, nó có rất nhiều hoạt động và mỗi một map lại có các hoạt động khác nhau, thì các bạn vào từng map nào đấy thì các bạn chơi làm trải nghiệm các hoạt động trong đấy. Thì ở phần bên trái màn hình các bạn sẽ thấy phần nhiệm vụ đấy, mình click vào đây thì mình sẽ thấy cái nhiệm vụ cần phải làm và nó sẽ có chỉ dẫn các bạn đến nơi làm nhiệm vụ đấy. Thì vừa mình đang nhấn vào cái nhiệm vụ là bán cá thì mình chưa có cá trong giỏ đồ nhé, trong giỏ đồ các bạn này. Đấy, mình có thể xem được là thú cưng này, công cụ là mình đang có một cái cần câu, để mình chơi trước mà mình đã thử mua một cái cần câu để đi câu cá, chưa có con cá nào. Và trong đây thì các bạn có thể tương tác với rất nhiều các bạn khác. Đây là một game khá là thú vị vì chúng ta có thể giao tiếp được với rất nhiều người. Nó thiên về cách, tức là để cho các bạn có một cái môi trường khác tiếp xúc với những người khác, chứ nó như là Facebook và Zalo nhưng mà nó sẽ có nhiều trò chơi để các bạn tương tác với nhau hơn chứ không đơn thuần chỉ là nói chuyện. Nó phong phú hơn chứ không đơn thuần chỉ là vào bắn giết như là Free Fire. Ở đây thì mình có thử câu cá nhưng mà mình chưa biết cá đã cắn, nhưng mà mình chưa biết cách giật cá. Mình có hỏi một bạn chơi cùng thì bạn bảo là kích vào người con cá, nhưng mà mình kích vào người con cá thì không thấy giật được. Hôm nay mình thử câu lại, nếu mà không câu được thì mình sẽ đi trải nghiệm một số cái hoạt động khác để cho các bạn thấy nhé. Đấy, cá khi cá nó cắn câu thì cái điện thoại của mình nó sẽ rung lên để báo hiệu. Mình kích nhưng mà không thấy giật được. Đấy, toàn bị hụt đấy. Thế nên là mình sẽ không làm những cái nhiệm vụ này nữa, mà mình sẽ đi làm nhiệm vụ tham dự tiết học của trường. Vì hiện tại là bây giờ đang trời đang sáng này, là mình đi học sẽ là đúng. Đấy, mình sẽ cất cần đi. Và trong này nó sẽ có một cái chỗ để các mình có thể xây một căn nhà riêng cho mình nhé. Làm một căn nhà riêng theo phong cách của mình luôn. Nhưng mà mình phải đi làm các nhiệm vụ để kiếm tiền. Thì ở phần trên màn hình của bạn có thể nhìn thấy là có hai ô là ô kim cương và ô tiền đô. Thì mình sẽ làm các nhiệm vụ để tích những cái tiền tệ đấy để mình mua đồ. Mình sẽ sắm đồ trong cái nhà cửa của mình hoặc là dụng cụ tiết toán. Ở đây mình sẽ có thể chọn mình làm học sinh, còn là hiệu trưởng, bảo vệ, rồi giáo viên, các thứ. Đấy, thì là bây giờ đang tiết toán, là mở cửa này, mình vào học tiết toán. Đấy, vào ngồi. Ok, ngồi học này. Ôi, đến giờ ăn trưa rồi.
Mình vừa tham dự tiết học xong thì lại đến giờ ăn trưa. Giờ ăn trưa. Đấy, nó sinh hoạt như là mình còn 2 tiết học nữa thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Nó sinh hoạt như là hàng ngày của bạn luôn, nó có rất nhiều hoạt động yêu cầu kết bạn. Đấy, mình có thể giao thiệp với rất nhiều bạn trong này, như như vào để nhận kim cương này. Ok, có trang phục mới cho mình mặc này. Đấy, các đồ này mình mua bằng tiền này. Ô, mình vừa có khách. Thế là mình đã bị out ra rồi. Thì cái chùa này nó không quan trọng lắm là mình kỹ năng nhiều. Mình chỉ chơi cho vui và giao tiếp, nó coi như là một xã hội thu nhỏ. Và bạn có thể đến các thành phố khác trên thế giới. Các thành phố khác thì nó sẽ có ngôn ngữ khác nhau. Đấy, đây là mình sẽ về nhà của mình này. Thông qua tàu điện ngầm thì mình sẽ đến được cái thành phố của mình, nhà của mình. Đây. Ủa, đây mà bạn mời dự tiệc này. Mình sẽ tham dự một buổi tiệc cho bạn thế này. Mình kích nhầm rồi. Ở đây không phải đến nhà mà đây là đi thành phố khác. Thế rồi, mình đang đến một thành phố khác. Đây, trở lại thành phố của mình sẽ đi đến phòng chơi game để cho các bạn thấy ở trong này nó có rất nhiều trò chơi nhỏ để cho mình hoạt động. Và khi mình có tiền thì mình cũng có thể mua các đồ ở trong này, ví dụ như ô tô, xe nhà đẹp, xe máy các kiểu. Đây là cái trò chơi đẩy bom. Sẽ có thể là mỗi người có một sở thích khác nhau, thì có thể có người sẽ thích trò chơi bắn súng, có người sẽ thích những cái trò chơi đơn giản như thế này. Đây là trò chơi truyền bom này. Còn với mình thì cái này chỉ phù hợp với số bạn nữ và các bạn thích các bạn nhỏ nhỏ thôi. Thế mình thì mình cũng không thích chơi trò này lắm vì nó nói chung là nó không có hoạt động mà mình thế cái trò mình đang bị truyền lên này. Đấy, may quá có bom kia nó truyền mình sẽ bị nó. Tức là mình thích những cái chùa mà nó có hình ảnh đẹp, sắc nét. Đấy, còn cái này nó hình ảnh nó mang tính vui nhộn hoạt hình hơn. Ui, mình không thích lắm. Mình là con trai mà thiên về những cái chùa như là dao kiếm súng ống mà mình thích. Đấy. Ui, xong rồi. Thôi, toang. Không truyền được cho ai. Trận cuối nó truyền nhanh quá. Để mà chơi cho vui, các bạn nhỏ chơi trò này được. Còn như mình hết tầm tuổi này rồi. Tuổi này mình chơi những trò nó tức là cái hình ảnh thì nó
đẹp, sắc mượt, rồi những cái chùa có tính nuôi rất cao thì mình thích hơn. Bánh xe chứa ngại vật. Các bạn nhỏ thì chơi trong này thì rất có rất nhiều trò chơi phong phú, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là chỉ nên chơi tối đa một giờ, một tiếng trên một ngày nhé. Chơi nhiều quá là sẽ khiến mình không được minh mẫn. Người đạt giải nhất là được khá nhiều đô đấy, được 250 đô đấy. Nên là mình chịu, các bạn cứ chịu khó vào chơi những cái giờ chơi này thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền và mua được rất nhiều đồ. Nói chung trò này nó chỉ có thế thôi, nó sẽ không chờ rất trải nghiệm, rất có nhiều, tức là nhiều trải nghiệm ở nhiều phòng ấy. Bây giờ đấy đang làm, bây giờ đang là buổi tối, lúc mình vào đang là ban ngày. Có người mời mình vào đi dự tiệc thì vào dự tiệc các bạn nhé. Bạn này cho chơi cũng khá là lâu, đang đi dịp vào 8 mà mình đang là đi vào 2. Nói chung là mình chỉ vào để trải nghiệm và đánh giá cho các bạn xem nên là mình không tập trung chơi nhiều lắm. Thì khi mà người ta mời mình đến dự tiệc ấy thì là mỗi người chỗ mình chọn một phòng khác nhau ấy, hoặc là người ta mời đến nhà này. Đấy, nhà này rất là đẹp luôn. Ui dồi, 2 tầng này. Đấy, bạn ấy mua đồ trang trí các thứ thì cái này là thỏa thích cho các bạn sáng tạo, nên là đấy, bạn ấy còn nuôi thú cưng này, bạn đặt tên này. Mình không thích nhưng mà có thể là sẽ có rất nhiều bạn thích. Đấy, bạn ấy mở nhạc đấy, hay chưa, tặng sao cho bạn ấy này. Các bạn có thể kích vào sao ở góc trái màn hình để tặng sao cho chủ nhà nhé. Giá cá. Nhà mà này khá là đẹp, phong cách bầu trời luôn. Không biết là sao lại bị ngắt kết nối. Đấy, tổng quan một cái chùa này mình đánh giá là nó rất nhiều hoạt động cho các bạn. Các bạn có thể làm chơi cả ngày được, tức là rất nhiều hoạt động không tính phí, rồi bạn có thể chơi rất nhiều loại game khác nhau, game nhỏ vui. Đấy, lại có người mời tiệc này, độc dự đi dự tiệc các bạn cũng có hết ngày rồi. Cái thứ hai nữa là cái hình ảnh nó cũng dễ thương, cấu hình nhẹ, tải về khoảng tầm 400-500 MB đấy, mình không nhớ lắm. Và các bạn có thể gặp gỡ được rất nhiều các bạn khác đấy, ở trên Việt Nam rồi nước ngoài đấy. Và các bạn có thể ứng dụng được những cái ngôn ngữ này, mình học tập tiếng Anh, tiếng Việt ở trên này, mình gặp các ngoại thứ tiếng, gặp mọi người giao lưu. Đấy, đây là những cái hữu ích của cái trò này, chơi này, gặp bạn bè đấy. Rồi, ok, mình xin kết thúc bài đánh giá game này ở đây nhé. Tức là các bạn có thể chơi giải trí vui, ok được. Nó cũng không bắt buộc mình phải một ngày phải làm bao nhiêu là nhiệm vụ hay là làm những việc gì được kia để có thể tăng đi vào cái trò này. Các bạn sáng tạo theo cái ý muốn của bạn, ý thích của các bạn không cần phải đua đi vào hay gì kia cả. Mình chơi game để lấy tiền mua đồ rồi xây nhà, tạo một căn phòng, một căn nhà theo cái ý tưởng, ý thích của mình. Đấy, rất là hay. Các bạn có thể chơi tải về trên CS Play hoặc là iOS. Rồi, kết thúc video của mình ở đây. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Khi kênh của mình đạt 10k sub thì mình sẽ tổ chức event tặng thẻ miễn phí cho bạn trả lời đúng thông tin nhân vật và ID tài khoản Free Fire của mình. Rất vui khi các bạn đón xem và theo dõi kênh của mình. Chào các bạn.